cả anh em nha. Nay mình tiếp tục đi câu điểm mới nha anh em. Điểm này là cái điểm ở bên khu du lịch Sơn Tiên. Đây mình quay sơ cho anh em xem nha. Mới tới anh em ơi, mới vừa tới mà ông trời cũng sắp khóc rồi, mây đen mù mịt rồi. Biết hôm nay tình hình sao đây? Hôm nay là mình đi theo nha anh em, mình đi theo chơi thôi. Em quay cảnh sơ cho anh em xem rồi. Chỗ này nước cũng sâu lắm anh em ơi. Này chắc cũng mất đầu ở khúc trong rồi nè. Ở đằng xa xa có yêu quái đang kéo tới. Giờ mình ngồi bãi này nha anh em. Đây mình đi với Ân Hoài. Hello. Hello. Cái clip trước Ân Hoài kéo cá 5-6 kg anh em. Nay tiếp tục thử coi còn con cá nào lớn hơn nữa không. Bây giờ bắt đầu mình ra cầu mình câu nha anh em. Có cá mình quay cho anh em xem. Anh em xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bắt đầu thôi. Mà con hôm nay chủ yếu là dế nha anh em. Dế trùng nha. Lên cá anh em ơi, cá lên. Con gì vậy? Trê. Có hàng rồi. Sao vậy thế? Anh biết gì chưa? Quên em dọn rồi. Đi câu cá mà quên đem vỏ nè anh em ơi. Quên đem vỏ rồi. Treo kia rồi. Bên này có kìm ngắn. Nó gần tay rồi. Nó khổ anh. Chưa xe đó. Không. À. Mưa quá anh em ơi. Thôi vô đi, cá rình nó không ăn đâu. để còn cái gì á, còn cái tới ở dưới lục bình luôn rồi có không? Chợ đâu ăn chui lục bình nằm cái đó nãy giờ. Em nữa. Chê nữa hả? Chê em nữa. Hai em nha anh em. Trời trời mưa quá nãy giờ được có hai em à. Vậy sao chiều đủ mồi nhậu rồi. Chiều cho phải kiếm thêm con gà nữa mới đủ mồi nhậu à. Con đang ăn trùng nữa nha anh em. Mưa quá. Không đang túi lưới giờ phải chơi rồi. Vậy là được hai em nha. Chơi nhỏ nha. Này chắc cổ tay à. Thôi giờ mình về anh em ơi. Nước cạn, nước rồng quá rồi, giờ mình hết câu được rồi. Dưới phần cũng mưa quá. Nay thành quả mình được có hai em mà. Hai em trê nằm dưới kia nha anh em. Đó. Bữa nay đi cũng không đem vỏ luôn. Hai em trê nằm dưới bùn rồi. Nãy có anh thổ địa ở đây, anh nói ở dưới này cá trê nhiều lắm. Có đợt anh câu tay mà khoảng 20 kg á. Tại bữa nay mình đi trễ quá, chứ mình đi sớm đi bắt đầu nước đang lên nữa là câu ngon lắm. Rồi mình dừng video tại đây nha anh em. Chào anh em nha, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nha.